từng chứng kiến những thân phận nghèo ở nhà thuê, lúc mất đi không có tiền mua áo quan để mai táng. Từ đó, ông Trịnh Vĩ Tân ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã mở một trại hòm từ thiện ngay tại nhà mình. Cứ thế 10 năm qua, ông đã hy sinh thời gian, công sức và tiền bạc của mình để đóng những chiếc hòm miễn phí và khâm liệm cho người đã khuất. Những chiếc quan tài được xếp gọn gàng trong căn nhà đơn sơ của ông Trịnh Vĩ Tân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, khiến ai lần đầu đến cũng e ngại. Nhưng đó lại là điều đã trở nên rất quen thuộc với ông trong suốt 10 năm làm công việc đóng những chiếc hòm miễn phí và tẩm liệm cho người đã khuất. Có lẽ không đếm hết được những chiếc áo quan đã được ông trao đi, nhưng nghĩa tình và tấm lòng nhân hậu của ông thì sẽ còn lại mãi. Ông Tân tâm niệm việc mình làm đó là nghĩa tận cho một kiếp người. Nhưng hơn nữa, đó cũng là mình đang giúp đỡ, chia sẻ phần nào nỗi đau mất người thân với những người ở lại. Cái nghĩa tử là nghĩa tận. Mình ra mình cho người ta cái quan tài đó, nó coi nó cũng được con mắt một chút. Tức là nó cũng liền lạc, nhìn cái hình thức bên ngoài đó, coi cũng đẹp. Tại vì làm mà nó nứt nẻ hay là nó thô kịch quá thì mình cho người ta càng tủi thân hơn nữa, cái người thân á. Chính sân nhà ông Tân ở đã được dùng tổ chức đám tang cho hàng chục người. Đó là những người ở trọ không có nơi làm đám. Ông hay được liền cùng người thân trở về nhà để khâm liệm, lo cho họ sống đặng nhà, chết đặng mồ, chu toàn như người thân. Lối xóm của ông lúc đầu không hiểu chuyện, cứ phập phồng e sợ, nhưng rồi cũng thành quen. Bây giờ có nhiều người còn đến thắp nhang, phúng viếng, chia sẻ cảnh đời của người nằm xuống. Lúc đầu thì cũng khó khăn á, cũng nhiều người nói này nói kia dữ lắm. Rồi xung quanh lối xóm, gia đình này kia, mình làm chuyện tào lao. Rồi nhất là mấy người trong xóm là người ta đi ngang, người ta nhìn thấy người ta sợ, sợ ma, người ta ghê lắm. Rồi nhưng mà từ từ mình thấy mình cũng giúp được người này người kia, cái công việc nó quá ý nghĩa. Rồi người ta cũng ủng hộ mình. Tôi thấy thì với cái tinh thần mà làm giúp người của anh Tân thì tôi thấy cái việc làm của anh rất tốt. Thành ra tôi cũng đi làm để giúp cho bà con. Bên cạnh chuyện đóng quan tài miễn phí, người dân thành phố Cần Thơ còn biết đến ông qua câu chuyện những cung đường nhân ái. Vì bất kỳ nhóm thiện nguyện nào có nhu cầu chở đồ đạc từ quần áo, vật dụng đến thuốc nam, củi, ông đều sẵn lòng giúp đỡ. Những việc làm của ông Tân ngày càng được nhiều người biết đến. Mọi người tìm đến ông để san sẻ, góp sức cùng ông phần nào, lúc là kinh phí, khi là công sức. Có lẽ vì thế mà người đàn ông đã ngót 70 tuổi này luôn cảm thấy mãn nguyện khi việc làm của mình ngày càng có sức lan tỏa, góp phần nhân lên những nghĩa cử cao đẹp và giàu tình người.